Trong những năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO vào ngày 11 tháng 1 2007. Cùng với đó, việc mở cửa thị trường đã đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Những ngành sản xuất sản phẩm công nghệ kỹ thuật đã phát triển vũ bão và có dấu hiệu không ngừng tăng lên. Chính trong nền kinh tế hội nhập này, xe ô tô đã khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng của mình. Chúng không chỉ là phương tiện chuyên chở đơn thuần mà đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của người dân Việt Nam. Nhận thấy thị trường ô tô đầy tiềm năng tại Việt Nam trong thời điểm đó, Toyota An Dương, gọi tắt là TAS, đã được thành lập và khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng 12 2008. Sau một năm xây dựng và hoàn thiện, TAS chính thức khai trương và đưa vào hoạt động vào ngày 17 tháng 12 2009 theo mô hình đại lý 3S đạt tiêu chuẩn Toyota toàn cầu, bao gồm các hoạt động chính như bán xe mới Toyota, cung cấp dịch vụ sau bán hàng, cung cấp phụ tùng chính hãng Toyota. Diện tích ban đầu là 3.800 m² với cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư theo tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu. TAS luôn đảm bảo các tiêu chuẩn dịch vụ kỹ thuật khắt khe của Toyota nhằm mang đến cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng cao nhất. Sau 5 năm hoạt động vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, TAS tự hào khai trương thêm chi nhánh Trường Chinh là đại lý 2S với các hoạt động chính là cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, làm đẹp xe chuyên nghiệp và cung cấp phụ tùng Toyota chính hiệu. Và sau 10 năm hoạt động, TAS không chỉ dừng lại là một đại lý 3S mà còn phát triển thành đại lý 4S, mở ra thêm dịch vụ mua bán xe đã qua sử dụng Toyota Sure nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng mong muốn bán xe cũ, đổi xe mới, đáp ứng thực hiện mục tiêu khách hàng trọn đời do Toyota Việt Nam đề ra. Từ khi đi vào hoạt động, Toyota An Dương đã xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp tận tâm, được đào tạo và đánh giá bài bản từ Toyota Việt Nam. Toyota An Dương luôn nỗ lực không ngừng để hướng đến mục tiêu là đại lý Toyota phục vụ khách hàng tốt nhất. Sau 10 năm nhìn lại, Toyota An Dương đã đạt được kết quả đáng kể đầy tự hào. Tổng số nhân sự ban đầu là 57 nhân sự, tăng trưởng lên 259 nhân sự, trong đó có 19 nhân sự đã gắn bó với TAS 10 năm. Tổng diện tích TAS ban đầu từ 3.800 m², mở rộng lên đến 7.200 m² và chi nhánh Trường Chinh là 2.150 m². Doanh thu dịch vụ năm 2010 đạt khoảng 22,5 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng doanh thu dịch vụ đạt khoảng 149 tỷ đồng. Doanh số bán xe tăng trưởng bình quân 10 năm là 116%. Số xe bán trong năm 2010 đạt 760 xe, đến năm 2019 đạt khoảng 2.800 xe. Tổng số xe mới đã được bán sau 10 năm vào khoảng 15.000 xe các loại. Điều này đã nói lên sự trưởng thành của TAS từ một đại lý có quy mô nhỏ, nay đã trở thành một đại lý Toyota có quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Ngoài những kết quả trên, TAS còn mang lại các giá trị cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động từ thiện cũng như các hoạt động xã hội như thăm và tặng quà cho các bệnh nhân là trẻ em, quyên góp quần áo cũ, quà tặng hiện kim cho người nghèo, đồng tổ chức các cuộc thi vẽ tranh cho các em thiếu nhi. Về nội bộ, ban lãnh đạo TAS luôn mong muốn tạo ra các hoạt động vui chơi gắn kết trong toàn thể công ty, đó cũng như là sự ghi nhận các nỗ lực tập thể nhân viên TAS đã xây dựng nên TAS ngày hôm nay. Hàng năm, TAS luôn tổ chức các chuyến du lịch trong và ngoài nước cho cán bộ công nhân viên và cấp quản lý, tổ chức các hoạt động vinh danh phái nữ trong công ty như ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Hàng tháng tổ chức sinh nhật cho tập thể nhân sự có ngày sinh trong tháng, tổ chức ngày hội gia đình nhằm gắn kết toàn thể nhân sự để TAS trở thành một đại gia đình. Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại hóa cơ sở vật chất và quy trình quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hướng đến là đại lý số 1 về hài lòng khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ và quy trình bán hàng nhằm mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng mua xe mới. Trở thành đại lý số 1 về dịch vụ sau bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện được điều đó, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên TAS cùng quyết tâm nỗ lực đem đến sự hài lòng cho khách hàng khi mua xe hoặc làm dịch vụ tại Toyota An Dương thông qua sự cải tiến trong cung cách phục vụ khách hàng với tinh thần omotenashi, phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng. Bắt đầu từ việc chào hỏi khách hàng khi đến và đi, một nét đặc trưng khác thể hiện tinh thần omotenashi đó là chào đầu giờ thể hiện sự trân trọng đối với khách hàng. Để khách hàng cảm thấy thoải mái khi đến với TAS,
công ty đã mở rộng xây dựng phòng nghỉ khách hàng chuẩn 5 sao với các tiện nghi như ghế nằm được uống miễn phí, wifi phục vụ ăn trưa miễn phí. Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, bảo dưỡng xe, TAS luôn tìm kiếm các dịch vụ chất lượng để giới thiệu đến khách hàng, nhằm đem đến cho khách hàng những chiếc xe đảm bảo cả về tính thẩm mỹ và chất lượng nhất như dịch vụ phủ ceramic, dịch vụ dán phim cách nhiệt, vệ sinh khoang động cơ buồn đốt, bảo hiểm vật chất xe, phụ kiện v.v. Về nội bộ, TAS cũng có nguyên tắc riêng, được cụ thể hóa bằng 6 nguyên tắc TAS bao gồm tôn trọng, luôn tôn trọng khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp, trách nhiệm, luôn có thái độ và ý thức làm việc tốt, nhận lỗi khi sai sót, chính trực, luôn trung thực, thẳng thắn, công bằng, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội khi họ gặp khó khăn, hợp tác, đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung, học hỏi, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ công việc. Xin chào toàn thể anh chị em công ty Toyota An Sương. Tôi là Nguyễn Hiền Thanh, một trong những cổ đông sáng lập, đồng thời cũng là tổng giám đốc từ những ngày đầu thành lập công ty cho đến năm 2017. Trong thời gian gắn bó với Toyota An Sương, tôi cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực để đạt được những thành quả đáng tự hào. Đó là sự đóng góp của toàn thể anh chị em Toyota An Sương và sự hỗ trợ hiệu quả của hội đồng thành viên. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ trẻ, đội ngũ trẻ của công ty sẽ đưa Toyota An Sương phát triển lên tầm cao mới. Toyota An Sương vững bước vươn xa. Tôi may mắn là một trong những người đầu tiên được lựa chọn để xây dựng Toyota An Sương. Hành trình 10 năm cùng với Toyota An Sương đã cho tôi những sự trải nghiệm thật là thú vị, đã giúp tôi trưởng thành hơn cùng với sự phát triển của công ty. Xin chân thành cảm ơn những thành viên sáng lập đã luôn tin tưởng và cho tôi cơ hội được đồng hành, cống hiến và phát triển cùng với Toyota An Sương. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đồng nghiệp đã luôn nỗ lực hết mình để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Trước hết thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty đã tiếp nhận tôi vào công ty làm việc từ lúc bắt đầu thành lập. Qua thời gian làm việc ở đây thì môi trường làm việc cũng như là cái yêu cầu công việc của bảo vệ thì tôi cảm thấy là phù hợp với lại cái khả năng của tôi. Bên cạnh đó thì thời gian làm việc ban đầu công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà công ty vẫn luôn luôn chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Cho nên là đây tôi nghĩ là những cái yếu tố để gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp mà ngày một được dài lâu. Lúc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, tôi nhận được sự chia sẻ của ban giám đốc cùng toàn thể các anh chị em. Đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi khi được làm việc dưới mái nhà của Toyota An Sương trong 10 năm qua. Đầu tiên phải kể đến chữ duyên. Cách đây 15 năm, khi tôi còn là một chuyên viên kinh doanh, tôi đã chọn được làm việc cho Toyota dưới các thương hiệu khác vì bề dày và lịch sử hình thành phát triển của Toyota. May mắn tiếp theo, tôi được ban giám đốc Toyota An Sương tin tưởng giao phó nhiệm vụ là phụ trách điều hành bộ phận kinh doanh. Đây cũng là cơ hội cũng như là thử thách cho bản thân tôi. Thời gian làm việc tại Toyota An Sương, tôi cũng tham gia rất nhiều các chương trình đào tạo, nâng cao các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo để điều hành công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, ban giám đốc cũng luôn ghi nhận những sự nỗ lực đóng góp bằng các chính sách phúc lợi, lương, thưởng. Không biết là mình có phải mình may mắn hay không, vì mình được trải nghiệm từ vị trí một cô lễ tân, một nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng và hành chính. Thì mình nhớ nhất có lần mình muốn buông xuôi tất cả, mình khóc rất nhiều. Thì ông chủ chỉ nói với mình một câu thôi: điều thất bại nhất của bạn là đang cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người. Nước mắt là ta để dành để khóc cho cha mẹ, cho chồng, cho con. Trừ khi em không làm nữa, chứ khi con ta còn làm thì chắc chắn sẽ còn sai. Quan trọng là ta sẽ làm gì sau khi ta làm sai việc đó. Thì trong suốt 10 năm công tác tại đây thì tất nhiên là nó có rất nhiều cái ấn tượng, vui có, buồn có. Nhưng như hiện tại bây giờ, cái ấn tượng bây giờ là công ty tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập công ty là dành cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, cũng như là có những cái tri ân đối với những cái một số anh chị em đã gắn bó từ ngày đầu. Thì đây là một cái ấn tượng rất tốt đẹp trong tôi. Tôi nhớ nhất là có một lần lúc tôi còn làm quản lý bên bộ phận Đồng Sơn, tôi có gặp khó khăn về nhân sự và tôi cảm thấy rất bế tắc.
thì bất ngờ vào một buổi chiều thì ban giám đốc có mời tôi lên để chia sẻ, động viên và định hướng. Thì sau buổi chia sẻ đó, tôi đã nhận ra được cái góc nhìn mới với tinh thần mới. Tôi đã cùng anh em Đồng Sơn thực hiện thành công cái định hướng của ban giám đốc để phát triển Đồng Sơn cho đến ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân và cam kết rằng với vai trò là người phụ trách bộ phận kinh doanh, đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu với tinh thần chấm làm, chấm chịu trách nhiệm. Nói đến kinh doanh là nói đến hiệu quả, nên trong công việc tôi luôn chăn trở đặt mục tiêu phải tìm kiếm những giải pháp để tối ưu hóa, đạt vượt qua mục tiêu đã đề ra với ban giám đốc. Mình mong muốn rằng Tô Tan Xương luôn ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh để có thể mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên đang cống hiến hết mình cho Tô Tan Xương. Tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em đồng nghiệp lời cảm ơn về những cống hiến của các bạn trong thời gian qua. Chúng ta luôn tự hào là thành viên của đại gia đình Toyota An Sương và hãy cùng nhau nỗ lực hết mình để xây dựng Toyota An Sương ngày càng phát triển. Toyota An Sương vẫn bước vươn xa